Wolfgang Amadeus Mozart, thiên tài âm nhạc từ 3 tuổi. Nhắc đến những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong âm nhạc cổ điển phương Tây, chúng ta không thể không nhắc tới cái tên Mozart. Được biết đến có tài năng bẩm sinh với sự nhạy cảm âm nhạc và sự thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ, Wolfgang Amadeus Mozart đã để lại cho nền âm nhạc vô vàn tác phẩm đủ các thể loại. Wolfgang Amadeus Mozart là nhà soạn nhạc người Áo, được công nhận rộng rãi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây, bên cạnh những cái tên khác như Joseph Haydn hay Ludwig van Beethoven. Các tác phẩm của ông bất kỳ ở thể loại nào đều được đánh giá cao, từ sonata cho piano, concerto, vở opera cho tới hành khúc. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, âm nhạc của Mozart cũng còn gây nhiều tranh cãi bởi được cho rằng khó nghe, nhưng nó lại phù hợp với thị hiếu của từng nhóm khán giả cụ thể. Nhưng sau này, âm nhạc của ông được công nhận một cách rộng rãi và có rất nhiều tác phẩm được sử dụng phổ biến cho tới tận ngày nay. Một thần đồng chăm chỉ. Thế giới biết đến Mozart như một thần đồng bởi khả năng về âm nhạc của ông đã được thể hiện ngay từ khi còn nhỏ. Mozart được sinh ra trong một gia đình mà bố của ông là một nhà soạn nhạc, giáo viên dạy nhạc và cũng là tác giả của cuốn sách hướng dẫn chơi violin nổi tiếng. Chị gái duy nhất còn sống của ông cũng là một người có khả năng chơi âm nhạc. Khi chị gái của Mozart lên 7 tuổi, cô bé bắt đầu được cha dạy các bài học về chơi đàn phím. Trong lúc đó, Mozart chỉ 3 tuổi, ngồi nhìn nhưng đã bắt đầu học cách chơi đàn harpsichord. Năm lên 4 tuổi, ông đã chơi được những đoạn nhạc ngắn và đến 5 tuổi, ông đã bắt đầu sáng tác. Cho dù đó chỉ là những nét viết nguệch ngoạc, nhưng ông đã có bước tiến đầu tiên khi đưa ra những giai điệu cho một bản concerto. Cho tới năm Mozart 6 tuổi, ông và chị gái đã được cha đưa tới các nước châu Âu để chơi nhạc cho tầng lớp quý tộc. Đến năm 17 tuổi, ông đã viết bản concerto đầu tiên của mình, mặc dù đó là một sự thay đổi dựa trên tác phẩm của người khác. Và đến năm 17 tuổi, ông viết bản concerto gốc đầu tiên của mình. Mặc dù may mắn có được sự nuôi dạy và quan tâm từ cha của mình về âm nhạc, nhưng không thể phủ nhận sự xuất sắc trong việc phát triển xa hơn những gì Mozart được dạy. Những sáng tác đầu tiên đầy vết mực loang của ông là kết quả đạt được cho thấy trí tuệ phát triển sớm với đàn vĩ cầm cùng với óc sáng tạo. Điều này khiến cha ông quyết định từ bỏ sự nghiệp sáng tác để tập trung phát triển tài năng của con trai. Nhưng một điều tuyệt vời ở Mozart đó là, mặc dù được coi là thần đồng âm nhạc, nhưng ông vẫn luôn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Với Mozart, tài năng là động lực, chứ không phải là thứ để bạn chủ quan và dựa dẫm. Dù có hay không có khả năng hơn người, bạn vẫn phải chăm chỉ tập luyện để thành công. Ông dành hàng giờ mỗi ngày để luyện tập đủ loại nhạc cụ. Không chỉ thể hiện khả năng xuất sắc về đàn harpsichord và violin, Mozart học thêm piano, organ và viola. Chính sự không ngừng luyện tập, lắng nghe và trao dồi kiến thức mỗi ngày mà Mozart mới có thể bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới chỉ 6 tuổi. Và sau gần 30 năm trở thành một nhân vật mang ảnh hưởng lớn tới nền âm nhạc phương Tây. Dám khác biệt. Tuy chỉ sống 35 năm trên cuộc đời, nhưng Mozart sở hữu một khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ. Ông được biết tới là một người không những chăm chỉ mà làm việc cực kỳ hiệu quả. Điều đó đã góp phần lớn giúp ông trở thành một nhạc sĩ và một nhà soạn nhạc cực kỳ điêu luyện. Ông đã sáng tác một lượng âm nhạc đáng kinh ngạc, hơn 600 tác phẩm với một phong cách âm nhạc đặc trưng và khác biệt. Rất nhiều người chê bai âm nhạc của Mozart khi ông bắt đầu cho ra mắt những tác phẩm của mình ở tuổi thiếu niên. Nhưng Mozart không bận tâm quá nhiều về điều đó. Ông chấp nhận rằng âm nhạc của ông, thay vì chạy theo những khuôn mẫu sẵn có hay chỉ cố tạo ra để làm hài lòng phần đông mọi người, ông dám khác biệt trong cá tính âm nhạc của mình. Nếu thời điểm đó Mozart chạy theo thứ âm nhạc dễ nghe, liệu ông có được ghi nhớ tới tận bây giờ sau hơn 300 năm? Lựa chọn khác biệt của Mozart đến từ rất nhiều khía cạnh trong sự nghiệp của ông. Mozart đôi khi lấy những cụm từ quen thuộc từ tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác và tìm cách đưa chúng vào tác phẩm theo một cách riêng của mình. Theo quan điểm của Mozart, chỉ vì nó đã được thực hiện trước đó, điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm tốt hơn. Hay như câu chuyện về cách Mozart lựa chọn địa điểm để trình diễn những tác phẩm của mình. Thông thường ở Áo thế kỷ 18, một nhà soạn nhạc sẽ phải rất vất vả để có thể tìm một không gian, rạp hát. Có quá nhiều nhà soạn nhạc, nhưng số lượng rạp không nhiều nên sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Trong thời điểm đó, Mozart có cách xử lý rất riêng của mình.
Ông quyết định tổ chức các buổi hòa nhạc độc tấu piano tại những địa điểm độc đáo như nhà hàng và các tòa nhà chung cư. Ông ấy thường chơi các bản hòa tấu piano của riêng mình để thể hiện toàn bộ khả năng chơi đùa với phím đàn của mình, cho dù là ở bất cứ đâu. Ông ấy hoàn toàn hài lòng với việc tổ chức cùng dàn nhạc nhỏ hơn, miễn là có thể đưa âm nhạc của mình ra ngoài. Hiếm có ai tổ chức nhiều hơn một buổi hòa nhạc trong một mùa trừ Mozart. Năng suất làm việc của Mozart và những ý tưởng âm nhạc mới mẻ đã giúp ông có thể viết tốt hơn và vượt trội hơn những người cùng thời. Hãy luôn cập nhật, giữ cho mình những sự sáng tạo và liên tục đưa ra ý tưởng mới. Nó có thể khác biệt, nhưng đừng ngần ngại. Sự dũng cảm sẽ đưa bạn tới thành công. Sự khác biệt khiến bạn trở nên độc nhất và đáng nhớ hơn. Như cách Mozart làm, luôn tạo ra những ý tưởng của mình một cách sáng tạo. Cho dù bạn có học theo hay lấy cảm hứng từ thứ có sẵn. Và đừng quên, chú trọng năng suất làm việc của bản thân. Chỉ khi dành hết tâm sức, bạn mới có thể vượt qua mọi người. Dành thời gian cho bản thân. Mozart nhận thấy rằng sự cô lập là nguồn nhiên liệu tốt nhất cho sự sáng tạo của ông. Ông đã từng chia sẻ rằng, khi tôi hoàn toàn là chính mình, hoàn toàn cô đơn, hoặc trong đêm khi tôi không thể ngủ, đó là những dịp mà ý tưởng của tôi tuôn trào tốt nhất và dồi dào nhất. Tôi không biết và không thể ép buộc những ý tưởng này từ khi nào và như thế nào. Đôi khi, hãy tĩnh lặng lại và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Những lúc đó, bạn có thời gian tự nhìn lại mình và suy nghĩ nhiều hơn. Đó cũng có thể là thời gian não bạn hình thành những ý tưởng sáng tạo mà chính bạn cũng không ngờ được. Mozart đã dành nhiều thời gian đi lưu diễn và ra mắt công chúng, nhưng ông biết dành những khoảng lặng riêng để có được những tác phẩm hay nhất của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu cảm thấy hữu ích, đừng quên đánh giá sao và viết nhận xét cho ứng dụng 1.000 bài học danh nhân trên App Store và CH Play giúp chúng mình thêm động lực, tạo ra nhiều bài viết thú vị và bổ ích mới nhé. Các bạn đừng quên một thông tin rất quen thuộc. Bài của chúng ta tuần nào cũng được lên mới tại kênh YouTube 1.000 bài học danh nhân. Để xem thì cũng dễ lắm. Vào YouTube gõ từ khóa 1.000 bài học danh nhân xem video đầu tiên mới nhất các bạn nhé. Và cũng đừng quên ấn đăng ký, ấn vào chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức thú vị nào nha.